thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam do các công ty viễn thông trong nước thống trị như FPT Telecom, CMC Telecom, VNPT, Viettel IDC với sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu dịch vụ đám mây và phân tích dữ liệu lớn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp quốc tế cũng bắt đầu tham gia thị trường tiềm năng này. Tại thành phố Hồ Chí Minh có thể kể đến một số dự án đáng chú ý từ các nhà đầu tư nước ngoài như trung tâm công suất 20 MW của Go Capital Hồng Kông Trung Quốc tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đầu tư NTT Nhật Bản và QD Tech Việt Nam cùng hợp tác mở một trung tâm dữ liệu trị giá 70 triệu đô la Mỹ. Và mới đây Alibaba cũng công bố kế hoạch thành lập trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực này có mặt tại Việt Nam với sự vận hành chuyên nghiệp là chìa khóa giúp doanh nghiệp trong nước tự tin tiếp tục đầu tư vào thị trường tiềm năng này.